Bây giờ mới thả thính anh em. Này. Ông anh đẹp trai này. Anh ơi. Xui. Cầm quay em và em ra em thả thính. Cầm tay rồi, cầm bên kia. Bây giờ ông lấp hồ nhà người ta 10 viên rồi mà vào còn một chậu như thế nữa. Cá nhà ông Lượng hôm nay mẹ một tạ rô phi ăn lo. Ui giời, một chậu tướng. Ui lụ đổ thì khéo chìm mất phao.